trong những cái tình huống quan trọng, cô cho phép cháu chủ động hành động. Chào các anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào chị. Phiền các anh quá, nhưng cuộc tụ tập này cần phải chấm dứt ạ. Vâng, chúng tôi sẽ xác minh tin báo của chị và có biện pháp xử lý. Mời các anh ạ. Xin lỗi, các anh cần gì ạ? Chào anh, chúng tôi vừa nhận được tin báo từ quần chúng. Ở đây tụ tập đông người, loa đài mở công suất lớn làm ảnh hưởng trật tự an ninh tại địa phương. Công nhận, quần chúng ở đây nhiệt tình kinh khủng. Theo quy định thì bây giờ chưa muộn, nhưng mà bật nhạc ầm ĩ là thiếu tôn trọng hàng xóm. Chưa kể có hát hò hay không, hay là còn tệ nạn gì khác nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đề nghị anh chị giải tán. Nếu không, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt về tội làm mất trật tự công cộng. Dạ vâng ạ, bọn em phải chấp hành ạ. Đấy, có cái gì sai sai nhá? Bọn tôi quẩy ở trong nhà, chứ không phải là nơi công cộng đâu mà xử phạt. Á? Tôi say rồi. Em chưa say nhá. Này con kia, mày cố tình phá bọn tao đúng không? Hả? Đứng lại! À! Mày đánh tao á? Mày làm gì vậy? Tất cả dừng lại! Sao đánh người? Mời mọi người về trụ sở làm việc. Xin lỗi các anh, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không quen biết nên không có chuyện hiểu nhầm. Là cô ta tấn công tôi, và tôi yêu cầu các anh phải xử lý. Chị... Này, đứng lại đã. Biết gu tôi không mặn nên cố tình chơi trò lại cái ấn tượng hả? Đi về thôi. Hoặc là, về trước đi. Tao phải xử vụ này đã. Tao về trước. Cách này hơi phèn đấy. Con cứ đẻo nữa hả? Tôi mong là cả cuộc đời này tôi không bao giờ phải gặp lại cái bản mặt khó chịu, khó ưa của chị nữa. Trông cũng sáng sủa. Nhưng mà tốt nhất đừng mở cái miệng ra, không lại lộ nguyên cái não thiếu nếp nhăn đấy. Mà tôi cũng lo là điều ước của cậu khó thành sự thật. Vì kiểu gì cũng gặp nhau đấy. Này, có tuổi rồi nên hơi bị ảo tưởng á. Mẹ bố ở đây. Chú Kinh, sao chú lại ở đây? Chú cũng đang muốn hỏi, sao cháu lại ở đây? Thôi, cháu giải thích sau. Nhưng mà chú đừng nói với bà nhé. Bà... Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Nói thế không ô bà? Nào, bây giờ theo bà về nhà, chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện thật là nghiêm túc. Nghe chưa?